Hello everyone, welcome to the English class. Today we're going to study about passive voice. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về thể bị động, ha. Trong chuyên đề bị động, chúng ta đã tìm hiểu thứ nhất đó là bị động thường, thứ hai là bị động kép. Bây giờ chúng ta sẽ sang tìm hiểu những cái câu về bị động đặc biệt và cuối cùng là chuyển sang luyện tập nhé. Chúng ta cùng qua dạng thứ nhất đó là the passive causative, tức là bị động của cấu trúc nhờ vả. Ok, mục đích của cấu trúc nhờ vả như sau. Đó là khi bạn muốn nhờ ai đó làm việc gì cho mình thì bạn có thể dùng cấu trúc nhờ vả với động từ have hoặc là get. Cách dùng này thường được dùng với cái mục đích là nhấn mạnh quá trình hoặc là hành động hơn là người thực hiện công việc đó. Được chưa? Vậy ta vào với động từ thứ nhất, đó là động từ get. Sau get, nếu cộng với tân ngữ chỉ người thì ta sẽ cộng với to verb. Đó là ở câu chủ động. Còn khi muốn chia bị động, tức là sau get sẽ là tân ngữ chỉ vật. Ok? Và động từ sẽ là verb by ed. Ok? Get somebody to do something. Hoặc là get something done. Được chưa? Có câu ví dụ. I get my father to wash my car. Ở đây là sau chữ get là my father, tức là tân ngữ chỉ người. Được chưa? Và sau đó bạn chia động từ là to wash. Vậy tôi nhờ ba tôi rửa xe cho tôi. Ok. Ví dụ tiếp theo, John gets his shirt clean. Anh ta nhờ người giặt áo cho anh ta. Không cần biết ai giặt, chỉ cần áo sạch là được. Ok. Động từ tiếp theo là động từ have. Ở trong câu chủ động thì tức là sau have sẽ cộng với tân ngữ chỉ người. Động từ lúc này sẽ là nguyên mẫu. Còn khi sau chữ have là tân ngữ chỉ vật, tức là câu bị động, ta sẽ chia động từ về verb by ed. Được chưa? Have somebody do something, have something done by somebody. Có câu ví dụ, I have my bike repaired by my father. Tôi nhờ ba tôi sửa xe đạp cho tôi. Rick will have his hair cut. Anh ta sẽ đi cắt tóc, anh ta sẽ nhờ người cắt tóc. Ok. Vậy ở đây bạn thấy have với lại get giống nhau ở cấu trúc bị động, tức là have hoặc là get cộng với tân ngữ chỉ vật cộng với 3. Chỉ khác ở dạng chủ động, tức là khi have cộng với tân ngữ chỉ người sẽ là verb nguyên mẫu. Còn get khi cộng với tân ngữ chỉ người sẽ là to verb nguyên mẫu. Ok hả? Rồi, chúng ta vào luyện tập complete these sentences by using passive voice. Ok. Ở đây có 6 câu. Cô đã highlight những cái động từ nhờ vả lên rồi. Các bạn cùng làm xem nào. Các bạn làm trước đi nhá. Toshiko had her car. Rồi, her car là người hay vật các bạn. Đúng rồi, vật. Vậy thì ta sẽ chia về bị động là verb, verb by ed, repaired. Toshiko had her car repaired by a mechanic. Toshiko nhờ người kỹ thuật sửa xe cho cô ấy. Ok. Number 2. Alan got Marvin tie her paper. Vậy ở đây bạn thấy Marvin là tân ngữ chỉ người đứng sau chữ got, thì ta sẽ đưa về verb nguyên mẫu có to tie. Alan got Marvin to tie her paper. Alan nhờ Marvin đánh máy cho cô ta. Được chưa? Number 3. We got our house paint last week. Vậy our house đứng sau chữ got là tân ngữ chỉ. Đúng rồi, chỉ vật. Vậy động từ paint chia thành painted. Chúng tôi nhờ người sơn lại nhà vào tuần trước. Number 4. Mark got his transcript sent to the university. Ok. So got là his transcript, là bản thảo đúng không? Thì vật, đúng không? Nó là vật. Thì sent, ta sẽ đưa về verb 3, sent. Number 5. Maria is having her hair cut tomorrow. Ở đây have, having là cấu trúc nhờ vả.
Đằng sau là her hair, tân ngữ chỉ vật, được chưa? Vậy ta cũng cộng với verb, verb 3 hoặc là ed, vậy chữ cut. Ở đây ba cụ giống nhau ha. Maria is having her hair cut tomorrow. Number 6. Will Mr. Brown have the porter? The porter ở đây là người nha các bạn, cái người khuân vác á. Ở khách sạn thì khi bạn bước vào sẽ có một cái người trực ở cửa và phụ trách hỗ trợ khách xách hành lý, được chưa? Vậy đây là người have somebody do something, carry đưa về nguyên mẫu. Will Mr. Brown have the porter carry his luggage to his car? Liệu rằng ông Brown có nhờ cái người khuân vác xách hành lý của ông ấy ra xe hơi hay không? Ok ha? Các bạn làm được chưa? Nắm được kiến thức rồi phải không? Ok. Ok, let's move to number 2, passive with two objects. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm phần bị động với động từ có hai tân ngữ. Để tìm hiểu câu bị động với hai tân ngữ, chúng ta cùng xem xét ví dụ sau. The student gave me a book. Học sinh đưa cho tôi một cuốn sách. Vậy ở đây the student là chủ ngữ, gave là động từ, me là tân ngữ 1 và a book là tân ngữ 2. Vậy việc đầu tiên ta sẽ đưa me xuống làm chủ ngữ, được chưa? Tân ngữ 1 đưa xuống đầu câu làm chủ ngữ. Động từ vẫn bao gồm hai yếu tố be và verb ed. Be thì sẽ chia theo thì theo dạng của động từ chính. Tiếp theo, viết lại tân ngữ 2 và đưa chủ ngữ về sau làm tân ngữ đứng sau chữ by. Vậy trường hợp ở đây, me ta đưa xuống đổi thành I. Ok. Động từ gave là quá khứ, ta chia bị động bao gồm was given, đúng rồi. Tân ngữ 2 là a book ta ghi lại. Ok. Và the student là chủ ngữ ta đưa ra sau làm tân ngữ đứng sau chữ by. Ok. Và cái cách làm thứ hai đó là ta đưa tân ngữ 2 xuống làm chủ ngữ, tức là a book ta đưa xuống làm chủ ngữ. Được chưa? Động từ vẫn bao gồm be cộng verb 3. Tuy nhiên, tân ngữ 1 sẽ đi sau giới từ to hoặc là for và đến by tân ngữ. Vậy, a book đưa xuống làm chủ ngữ nè. Be cộng verb 3 sẽ là was given to me, được chưa? Đưa cho tôi và cuối cùng là by the student. Học sinh đưa cho tôi một cuốn sách. Cách thứ nhất, tôi được đưa một cuốn sách bởi học sinh. Cách thứ hai, một cuốn sách được đưa cho tôi bởi học sinh. Ok? Và lưu ý chúng ta có một số các động từ thường đi với các giới từ to hoặc là for như sau. Các bạn tham khảo thêm ha. Ví dụ như là give, hand, lend, offer, vân vân. Thì chúng ta sẽ dùng giới từ to, for thì chúng ta sẽ có buy, động từ do, get, leave, make, vân vân ha. Ok, let's move to number 3. The passive in subordinate clauses. Đó là bị động của mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ ở đây tức là cái mệnh đề đứng sau chủ ngữ cộng với một số cái động từ chỉ suy nghĩ, quan điểm, ví dụ như là think, believe, know, ok? Và sau đó là mệnh đề đáp. Ví dụ thứ nhất, I thought that Mary had kissed John. Tôi nghĩ rằng Mary đã hôn John. Thế thì để chúng ta đưa về bị động thì chúng ta chuyển bị động ở mệnh đề phụ thôi, được chưa? Tức là John sẽ đưa lên làm chủ ngữ và động từ chia thành be cộng verb 3. Mary đưa ra đằng sau làm tân ngữ đằng sau chữ by. Thành ra là I thought that John had been kissed by Mary. Tôi nghĩ là John đã bị hôn bởi Mary ha. Ví dụ thứ hai, he knows that people has built the church since 1915. Vậy tương tự chúng ta cũng chia bị động của mệnh đề đá thôi, được chưa? Vậy đưa the church lên làm chủ ngữ. Has built đổ sang bị động là has been built. Và by people ta bỏ, được không? Thời gian ghi xuống. He knows that the church has been built since 1915. Okay?
Chúng ta chuyển sang phần thứ tư, passive voice with infinitives, tức là câu bị động với động từ nguyên mẫu. Có câu ví dụ, they began to plant proper trees long ago. Họ đã bắt đầu trồng cây cao su nhiều năm trước, đúng không? Vậy ở đây ta có cấu trúc là gì các bạn? Đây là chủ ngữ, đúng không? Began là động từ, từ sau began chia verb to và tân ngữ. Long ago là thời gian ha. Vậy khi chuyển sang bị động thì các bạn cũng đưa tân ngữ xuống làm chủ ngữ, được chưa? Động từ một thì chúng ta sẽ viết lại, chữ began thì ta sẽ viết lại ha. To verb ở đây là động từ chính của mình, cho nên ta sẽ đưa về to be verb 3. Ok, đây là động từ chính và chủ ngữ đưa về sau làm tân ngữ. Ok ha. Vậy dựa trên câu ví dụ thì ta sẽ đưa tân ngữ xuống rubber trees, đúng không? Làm chủ ngữ, began viết lại này. Sau đó, to plant sẽ đổi thành to be planted. Ok? Và by them thì ta bỏ, viết lại long ago. Ok? Cây cao su bắt đầu được trồng nhiều năm trước. Được chưa? Các bạn nhớ là lưu ý dùm cô động từ chính ở đang chia thì nào, thể nào, dạng nào. Thì động từ to be, ta sẽ chia ở thì đó, thể đó, dạng đó, cộng với verb 3 ed. Ok ha? Ví dụ thứ hai, he expected his family to pick him up at the airport. Anh ta kỳ vọng gia đình anh ta sẽ đón anh ấy tại sân bay. Được chưa? Vậy ở đây bạn thấy chủ ngữ he và tân ngữ him đều ám chỉ là một người. Được chưa? Tức là anh ta mong chờ được đón, được không? Vậy thì ta sẽ gộp him với he lại thành một ha. He expected. Được chưa? Động từ chính của mình là to pick, cho nên sẽ đổi thành to be picked. Ha? Ở đâu rồi mới đến by object. Vậy thì phải là at the airport trước rồi mới đến by his family. Ok ha? Trường hợp thứ hai, khi chủ ngữ của câu và tân ngữ là hai trường hợp khác nhau, được chưa? Hai đối tượng khác nhau, thì chúng ta sẽ làm như sau. He expected someone to repair his computer. Được chưa? Vậy chủ ngữ là he, nhưng mà tân ngữ lại là his computer, hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Vậy, anh ta mong chờ ai đó sửa máy tính cho anh ta. Được chưa? Vậy anh ta mong chờ mình đưa cái máy tính lên, máy tính của anh ta được sửa. Ok? Cũng tương tự, động từ chính của mình đang là chữ to repair. Bạn sẽ đưa về to be repaired. Ok? Và xong qua là đại từ bất định ta bỏ ha. Ok. Vậy thì đối với trường hợp này, khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng một đối tượng thì ta chỉ dùng một cái thôi. Được chưa? Tuy nhiên khi nó khác thì bạn nhớ là phải đưa cái tân ngữ lên làm chủ ngữ của mệnh đề phụ. Ok ha? Let's move to number 5, passive voice with gerunds. Chúng ta chuyển sang phần thứ 5, đó là câu bị động với gerund, danh động từ. Công thức như sau, chủ ngữ cộng động từ 1 và sau động từ đó sẽ là chia verb in, sau đó mới đến tân ngữ. Vậy cô đã nói rồi, động từ chính của mình là hiện tại đang ở verb in, cho nên bạn cứ chia động từ to be về verb in là be in rồi mới lấy động từ đó chia về verb 3 ed. Được chưa? Ví dụ, she enjoys her boyfriend telling the story. Cô ta thích bạn trai cô ta kể chuyện. Được chưa? Tức là cô ta thích những câu chuyện mà được kể bởi bạn trai cô ấy. Được chưa? Đưa tân ngữ lên làm chủ ngữ và her boyfriend thì đưa ra làm sao làm tân ngữ. Và telling sẽ biến đổi thành being told. Ok? She enjoys the story being told by her boyfriend. Ok? Ví dụ tiếp theo, Mr. Miller hates people keeping him waiting. Miller thì ghét người ta để cho ông ấy chờ đợi. Được chưa? Động từ chính đang là keeping, verb in. Ta vẫn đưa về being kept. Mr. Miller hates being kept waiting. Ok? Nhớ nha. Động từ chính chia thì nào thì động từ to be ta chia thì đó, dạng đó. Được chưa? The keeping là verb in, ta đưa being kept. Ok? Ông Miller ghét bị chờ đợi. Ok?
Let's move to number 6, passive with imperative sentences, tức là bị động với câu mệnh lệnh. Cấu trúc của câu mệnh lệnh như sau, tức là bạn yêu cầu người ta làm gì thì nó thường có cấu trúc là động từ cộng với tân ngữ thôi. Ví dụ write your name here, viết tên của bạn ở đây, được chưa? Còn khi mà người ta muốn yêu cầu các bạn mệnh lệnh các bạn làm một cái điều gì đó phủ định thì người ta sẽ dùng chữ don't, được chưa? Ví dụ đừng viết tên ở đây, người ta dùng don't write your name here. Ok, thế thì chuyển câu này sang bị động thì chúng ta làm như thế nào? Dùng lại don't nếu nó là phủ định, cộng với động từ let, cộng với tân ngữ, cộng với tân ngữ, cộng với be, cộng với by ed. Vậy từ write your name here ta đổi thành let your name be written here. Ok, hãy để tên của bạn được viết ở đây. Còn nếu mà phủ định thì bạn chỉ thêm chữ don't phía trước ha. Ví dụ đừng viết tên của bạn ở đây, tức là don't let your name be written here. Ok. Number 7, passive with let and make. Let and make là hai cái động từ mà sau nó sẽ cộng với tân ngữ rồi sẽ đến động từ nguyên mẫu, đúng chưa? Ví dụ, he let me go out. Anh ta để tôi đi ra ngoài. The manager made the employees work overtime. Giám đốc yêu cầu nhân viên làm việc thêm giờ. Ok. Vậy sau make này, sau let này, cộng tân ngữ me hoặc là the employees, sau đó sẽ cộng động từ nguyên mẫu, ví dụ như chữ go và chữ work. Ok. Thế thì hai động từ này khi chuyển sang bị động thì phải như thế nào? Đối với chữ let, chúng ta sẽ dùng be allowed để cho chủ ngữ cộng động từ to be cộng với allow, và sau allow hiển nhiên là to verb. Vậy ta chuyển he let me go out chuyển thành I was allowed to go out. Được chưa? Tôi được phép đi ra ngoài. Để cho ai đó làm gì? Tức là cho phép người ta làm gì. Ok ha? Thế còn make thì sao? Ở câu bị động thì make sẽ là chủ ngữ cộng với be made ha? Tức là lấy chữ make chia về cột số 3 và sau đó ta cộng với to verb. Nhớ nha các bạn, ở đây chúng ta đã học trong cái trường hợp là verb in, verb to rồi ha. Make cộng với tân ngữ thì động từ sẽ nguyên mẫu. Nó ở dạng chủ động. Khi make chuyển sang bị động, tức là be made, thì động từ sẽ chuyển về to verb ha. Cái này nhắc lại nha. Vậy the employees were made to work overtime. Ok ha. Number 8, passive with need. Ok. Chủ ngữ cộng với need, sau đó cộng với to verb. Được chưa? Vậy khi dùng cho người chuyển sang bị động thì chúng ta sẽ dùng nè chủ ngữ cộng need và sau đó là to be cộng verb. Ok. Ví dụ như she needed to be believed by her boss. Cô ta cần được tin tưởng bởi sếp của cô ấy. Và khi các bạn dùng cho vật, tức là chủ ngữ của need là vật, thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là chủ ngữ cộng need ta cộng với verb in. Cái thứ hai là chủ ngữ cộng need cộng to be với bà. Được chưa? Vậy, cái cây cần được tưới thì chúng ta sẽ có hai cách. The tree needs watering. Hoặc là the tree needs to be watered. Ok? Nhớ ha, dùng cho người là sau need cộng to be với bà. Còn dùng cho vật thì chúng ta có hai cách. Verb in hoặc là to be với bà. Ok? Ok, let's practice. Remember, the only source of knowledge is experience. Cách để tiếp cận nguồn kiến thức chỉ duy nhất là trải nghiệm. Ok? Vậy, cách chúng ta thực hành là để nhớ kiến thức lâu hơn. Ok? Chúng ta cùng vào thực hành ha các bạn ha. Number one, those letters. Now, you can do the typing later. Những bức thư đó thì như thế nào? Bạn có thể đánh máy sau. Vậy ở đây chúng ta dựa vào nghĩa trước đi. Bạn có thể đánh máy sau, cho nên mang nghĩa đằng trước là những lá thư này không cần đánh máy ngay bây giờ, được chưa? Vậy chữ need ở đây là sẽ là modal verb, và sau modal verb thì động từ sẽ là nguyên mẫu. Vậy ta chỉ có một đáp án duy nhất, đó là phương án B. Ok. Those letters needn't be typed now. You can do the typing later. Ok. Number 2,
Top fashion models often spend hundreds of pounds. Ok, ở đây cô thấy có động từ spend, cho nên sau đó thì sẽ cộng với động từ verb in, để cho spend cộng với thời gian hoặc là tiền bạc, tức là mình dành ra cái gì đó, dành ra bao nhiêu thời gian, dành ra bao nhiêu tiền bạc để làm gì, thì luôn luôn là verb in ha. Rồi, get với have là cấu trúc nhờ vả đúng không? Vậy thì that is, đây là tân ngữ chỉ chỉ vật, thì ta sẽ cộng với verb by ed, cả trường hợp get và have đều giống nhau. Được chưa? Vậy câu A là chủ động rồi, tân ngữ chỉ người, ta mới cộng to verb. Vậy ta loại phương án A, chọn B và C. Vậy đó là phương án D. Ok ha? Top fashion models often spend hundreds of pounds having or getting their teeth strengthened. Nghĩa là những người mẫu thời trang hàng đầu thường tiêu tốn hàng trăm bảng để làm cho hàm răng thẳng đều. Ok ha? Number 3. Don't let the other see you. À, đây là câu gì các bạn? Câu yêu cầu, câu mệnh lệnh ở dạng phủ định và dùng với động từ let. Đừng để những người còn lại thấy bạn. Được chưa? Vậy thì chúng ta dùng cấu trúc nào ha? Don't, ta giữ lại, đúng không? Cộng với let, và sau đó đưa tân ngữ lên. You ở đây chính là bạn, và đưa lên là yourself, và be cộng verb 3. Ok, vậy đó là phương án be. Ok, don't let yourself be seen. Vì sau let cộng verb nguyên mẫu là verb to được. Phương án A là verb to này. Let you not to be seen by the other cũng không phải luôn. Ok, vậy ta chọn phương án B ha. Number 4. The teacher makes us study hard in next terms. Giáo viên bắt chúng tôi học tập chăm chỉ trong học kỳ tiếp theo. Được chưa? Cấu trúc ở đây là chủ ngữ này, cộng make này, cộng tân ngữ này. Được chưa? Cộng với động từ nguyên mẫu. Vậy bây giờ ta chuyển sang bị động như thế nào? Giáo viên bắt chúng tôi học hành chăm chỉ, tức là chúng tôi bị bắt học hành chăm chỉ đúng không? Vậy là we are made. Và sau đó sẽ cộng với to và verb. À đúng rồi, verb nguyên mẫu. Cho nên đáp án của mình là câu D ha. We are made to study hard in next terms. Ok. Ba đáp án còn lại thì trường hợp A người ta dùng verb nguyên mẫu này. Trường hợp B người ta dùng verb in này. Trường hợp C người ta có dùng to verb nhưng mà lại to be study. Sai cấu trúc ha. Number 5. She is used to cleaning the floor every day. Cô ta đã quen với việc lau sàn vào mỗi ngày. Được chưa? Vậy, chủ ngữ là she. Is used to cleaning là động từ. Và the floor là tân ngữ. Every day là thời gian. Được chưa? Vậy đưa tân ngữ là the floor lên trước. To viết lại. Được chưa? Vậy ta loại phương án đi trước, bởi vì mất đầu động từ to be rồi. Được chưa? Và động từ chính của mình là cleaning, thì động từ to be cũng chia verb in. Được chưa? Vậy being clean, lấy clean đưa về verb 3. Và đáp án của mình là câu B ha. The floor is used to being clean every day. Ok. Number 6. Các bạn đọc đề trước xem nào. We are going to. Vẫn là have và get là cấu trúc nhờ vả. Thế đằng sau have và get là our house, là tân ngữ chỉ người hay chỉ vật các bạn? Đúng rồi, chỉ vật. Thế thì sau đó ta sẽ cộng với verb 3 ed, đúng không? Vậy câu A loại dư chữ be. Câu B loại luôn, be in không cần. Câu C, câu C ok này. Và câu D sai chỗ nào? To be verb 3 là sai ha. Vậy ta chọn phương án C. Number 7. We are going to have our house redecorated. Tức là chúng tôi dự định sẽ trang hoàng lại căn nhà của chúng tôi. Được chưa? Number 7. I will have the boys. Tương tự. Ở đây ta có chữ have
cấu trúc nhờ vả, và sau chữ have ở đây là the boys, tân ngữ chỉ người, được chưa? Vậy thì have somebody do something, động từ nguyên mẫu câu A. I'll have the boy paint the chairs. Tôi sẽ nhờ những cậu bé làm sao? Sơn những cái ghế. Number 8. Have these flowers to her office, please. Vẫn là chữ have. Ok. Have và mệnh lệnh thì vẫn là chữ have. Cộng với tân ngữ these flowers. Vật đúng không các bạn? Rồi. Have somebody do something. Tức là sau have là tân ngữ chỉ người thì là verb nguyên mẫu. Sau have là tân ngữ chỉ vật sẽ là verb. Verb 3 ed. Vậy đáp án của mình là câu A. Ok ha. Have these flowers taken to her office, please. Mang những bông hoa này lên phòng, lên văn phòng của cô ấy. Ok. Number 9. The students got the librarian books for them. Ở đây cô cũng thấy luôn cấu trúc của chữ got, đúng không? Đó là cấu trúc nhờ vả. Vậy sau chữ got là the librarian, là người, đúng không? Người thủ thư. Cho nên ta sẽ dùng to verb. Ok ha? Phương án B. The student got the librarian to buy books for them. Học sinh nhờ người thủ thư mua sách cho chúng. Ok. Number 10. Her watch knits. Vậy, chủ ngữ của chữ knits là vật. Được chưa? Vậy ta sẽ có hai trường hợp để chia bị động. Repair là sửa. Đồng hồ cô ấy cần được sửa. Và trường hợp thứ nhất là verb in. Trường hợp thứ hai là to be, verb 3. Và đáp án của chúng ta là câu đi ha. A and B are correct. Okay. Now your time to do the practice. Let yourself shine brighter. Okay. Nãy giờ chúng ta đã nắm được một số cái kiến thức rồi, đúng không? Luyện tập trong vòng 10 câu đó rồi. Bây giờ các bạn hãy luyện tập thêm nữa. Ok? Rồi, các bạn hãy dừng video clip lại để làm từng câu một nhé. Nhớ làm cẩn thận. Ok, đây ta có 5 câu. Và 5 câu tiếp theo. Rồi, các bạn làm có được hay không? Dễ hay khó này? Ok. Let's check your answers. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án của các bạn nha. Number 1. His car needs. Tương tự với câu 10 phía trước, đúng không? Vậy chủ ngữ của needs ở đây là his car, đó là vật. Vậy thì ta sẽ chia về bị động. Có hai cách. Một là cộng với verb in, hai là to be verb 3. Ở đây chúng ta chỉ có một đáp án thôi, đó là fixing. Ok? Phương án B. His car needs fixings. Xe của anh ta cần được sửa. Ok. Number 2. We got our mail yesterday. Câu này thì làm sao? Chúng tôi got ở đây là cấu trúc nhờ vả, đúng không? Got cộng với tân ngữ chỉ người là to verb, cộng với tân ngữ chỉ vật là verb 3 ed. Ok. Vậy ta chọn phương án Ok, phương án B. We got our mail delivered yesterday. Number 3. Your house needs. Rồi, câu này các bạn chọn phương án nào ta? Chủ ngữ của needs là your house, là vật. Tương tự chúng ta cũng sẽ có hai cách, verb in hoặc là to be verb 3. Một đáp án duy nhất, câu B. Your house needs redecorating. Nhà của bạn cần được trang trí lại. Ok ha. Number 4. T get me this for you. Vậy ở đây bạn thấy gì? Get luôn, đúng không? Cấu trúc nhờ vả. Vậy mình là tân ngữ chỉ người, cho nên ta sẽ cộng với động từ to verb. Ok. Phương án của mình là phương án D. Get somebody to do something. Number 5. That book by a famous author.
By là thấy bị động rồi đúng không? Vậy bị động là có be cộng với by. Vậy đáp án nào bị động các bạn? Một đáp án duy nhất, câu B. That book was written by a famous author. Cuốn sách đó được viết bởi một tác giả nổi tiếng. Ok ha. Number 6. All the homework at home. Tất cả những bài tập về nhà, tại nhà. Và trong bốn đáp án người ta cho chữ làm, chữ do. Vậy thì bài tập về nhà làm hay được làm các bạn? Đúng rồi, được làm. Vậy bị động be cộng với verb 3, một đáp án duy nhất. All the homework should be done at home. Tất cả những bài tập về nhà nên được làm tại nhà. Number 7. The application form là lá đơn ứng tuyển. To the university before May 31st. Đơn ứng tuyển phải được nộp đúng không? Đơn với thư từ đâu có tự nộp đúng không các bạn? Rồi, vậy là đây phải được nộp tới tới cái trường đại học trước ngày 31 tháng 5. Nên là bị động. Bị động là be cộng với 3. Một đáp án duy nhất. Đó là câu D. Các bạn đừng có để đánh lừa cái câu C nha. Phương án C đó. Must be nhưng mà chữ sent đây là verb 1 ha, đây là động từ cục 1 chứ không phải là cục 3. Ok. Number 8. Traffic rules, luật giao thông. Strictly, một cách nghiêm ngặt. Vậy follow là tuân theo. Vậy luật giao thông phải tuân theo hay là phải được tuân theo các bạn? Chủ động hay bị động? Bị động đúng không? Vậy phương án nào có be cộng với 3 thì ta sẽ chọn. Đúng rồi, cũng chỉ một phương án duy nhất. Ta chọn phương án C. Traffic rules must be followed. Ok, luật lệ giao thông phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Ok. Number 9. Today, many serious childhood diseases. Ngày nay, những căn bệnh nghiêm trọng của trẻ con là bẩm sinh. Prevent là ngăn chặn. By early immunization, tức là sự tiêm chủng sớm. Vậy thì ngăn chặn hay là được ngăn chặn các bạn? Được ngăn chặn là bị động đúng không? Khi nào các bạn ý dịch ra chữ bị hoặc là chữ được thì tức là câu bị động. Đi chưa? Vậy ở đây ta chọn phương án D. Ok. Can be prevented. Number 10. We are late the film by the time we get to the cinema. Và ở đây bốn đáp án thì có chữ start, tức là bắt đầu. Vậy bộ phim bắt đầu hay là đã được bắt đầu? Bắt đầu hay là được bắt đầu? Nó đâu có tự chiếu đúng không? Và người ta chiếu phim đó thì bộ phim nó mới bắt đầu, tức là nó bị động. Được chưa? Vậy bị động thì ta cũng chỉ có một phương án duy nhất có be và verb 3, đó là câu be. We are late. The film will be already started by the time we get to the cinema. Chúng tôi đi muộn rồi, chúng ta đi muộn rồi. Bộ phim sẽ được chiếu trước cái thời điểm mà chúng ta tới cái rạp. Ok. Ok, chúng ta tới là người ta chiếu rồi. Ok ha. Thế các bạn làm được bao nhiêu câu? 10 câu này dễ hay khó? Các bạn làm tốt lắm. Ok. Wow, thanks for your listening. Hôm nay các bạn học rất là tốt ha, làm bài cũng giỏi nữa. Vậy là cái chuyên đề bị động này, passive này, các bạn đã nắm vững rồi ha. Được chưa? Bạn nào mà còn chưa nắm vững thì chúng ta xem lại và đồng thời làm lại các bài tập, ok? Và sau chúng ta sẽ di chuyển vào một cái chuyên đề mới, ok? Thanks, bye bye, see you later.